Rồi bây giờ Thân sẽ dẫn Thảo đi tham quan một phân khu biệt thự thuộc dòng cao cấp nhất của khu đô thị Vạn Phúc. Đó chính là biệt thự Vạn Phúc Mansion. Wow. Đây, theo như Thân được biết thì khu biệt thự này giới hạn khoảng 27 căn thôi. Và mức giá ở đây là khoảng 350 triệu cho 1m2. Và tính sơ sơ thì một căn như vậy có giá dao động từ 160 đến 180 tỷ. Nghe xong hay không đứng không? Vững vì quá choáng. Công nhận là Thân nói đúng là mọi thứ ở đây đều là đắt mà nó sắc ra miếng luôn á. Và thiệt sự là phân khu biệt thự này cũng khoảng là 90% tiến độ rồi. Chỉ chờ gắn cửa gỗ theo thiết kế châu Âu nữa là xong thôi. Và bây giờ thì mời Thảo mình vào bên trong để khám phá như thế nào nha. Rất là tò mò, đi thôi. Giới thiệu với Thảo luôn, đây là tầng 1 của một căn biệt thự trong phân khu biệt thự Vạn Phúc Mansion. Thì như Thảo thấy thì cũng giống như bên Sunless Villa thôi, thì chủ đầu tư cũng sẽ bàn giao cho mình phần thô, còn về phần bên trong á thì sẽ do mình tự thiết kế, mình tự bố trí nội thất giống như bên kia thôi. Nhưng mà Thảo thấy là hình như có mấy cái ô nè, có mấy cái ô mà lõm ở dưới đây nè, là để làm gì vậy Thân? Ở đây thì có rất nhiều cái ô chống thấm mà chủ đầu tư muốn xây dựng lắp đặt sẵn để cho mình khi mình nhận căn biệt thự này mình có thể tự ý mình thiết kế, mình xây dựng, bố trí phòng tắm theo ý muốn của mình. Bởi vì theo như Thân được biết thì có những cái dự án khác, có những nhà chủ đầu tư họ chỉ lắp sẵn một cái ô chống thấm thế này thôi và bắt buộc mình phải xây dựng cái phòng tắm ngay chỗ đó luôn. Cho nên Thân thấy đây đó điều rất là tiện luôn. Và theo như Thảo thấy thì có rất nhiều chống thấm thế này với diện tích rất là lớn, thì mình có thể chia ra làm 2-3 phòng và thậm chí mình muốn bao nhiêu phòng tắm cũng có thể lắp đặt bấy nhiêu phòng tắm luôn. Thật sự rất là hay ha. Tại vì là khi mà đi xem biệt thự như thế này nè, mới biết được là những cái ô lõm này để làm cái gì. Đúng là đi một ngày đàn học một sàn khôn á. Thì không biết là bây giờ là có thể nào lên trên sân thượng xem được không? Ok, được chứ, bây giờ mình đi luôn nha. Vậy là ở đây cũng có hồ bơi nữa nè. Đúng rồi. Nhưng mà Thảo thấy là hình như là ở đây không có clubhouse mà có hồ bơi như cái phân khu hồi nãy ha. Thường thì clubhouse thì sẽ có một cái hồ bơi chung đúng không? Nhưng mà đối với một căn biệt thự lớn như thế này á thì sẽ có một hồ bơi riêng dành cho mỗi căn. Và đặc biệt là hồ bơi này là hồ bơi nước nóng nữa. Ồ, xịn dữ vậy ha. Một căn biệt thự lớn thế này sẽ có một cái hồ bơi riêng, bởi vì nếu mà dùng hồ bơi chung thì sẽ rất là bất tiện. Trời ơi, nãy giờ mà đi xem á, cái này không phải gọi là biệt thự, cũng không phải gọi là villa nữa, mà phải gọi là cái dinh thự hoặc là cái lâu đài thì nó mới đúng đúng không? Đó, nhưng mà nãy giờ thì Thảo xem á là đi từ dưới đi lên nè, thì thấy là không có sân vườn như cái khu biệt thự khác á, thì không biết là như thế nào, với lại là nó quá rộng, cho nên là nếu mà mình ở thì cũng không có khả thi lắm. Thì có thể là mình ở cái tầng ở trên cùng nè, rồi những cái tầng dưới là mình có thể nào mình cho thuê thì nó có vẻ như hợp hơn đúng không? Thân thấy thì Thảo nhận định rất đúng luôn á. Theo như Thân được biết thì diện tích để xây một căn biệt thự như thế này á lên đến là 1.500m2. Và người ta thiết kế như thế này có hai lý do chính của nó. Lý do thứ nhất á là Thảo có thể nhìn thấy phần xa kia đúng không? Một cái công viên ven sông rất là rộng luôn và gió thổi vào rất là thoáng nữa đúng không? Rồi bên cạnh đó là một cái bến du thuyền Dragon Bay, rồi thêm cả Waterbus nữa. Đó chính là cái con đường mà hồi nãy Thân có nói là con đường rất là chill á. Còn lý do thứ hai á là một căn biệt thự to và lớn thế này thì thường là mình sẽ hướng tới việc là mình sẽ sống ở một tầng thôi, còn những tầng còn lại mình sẽ cho thuê hoặc là mình sẽ kinh doanh nhà hàng, khách sạn hay là quán cà phê chẳng hạn. Bởi vì ở đây khung cảnh rồi cơ sở vật chất nó rất là thuận tiện cho mình là kinh doanh, vừa có công viên ven sông, vừa có bến du thuyền, rồi cây cảnh các kiểu nữa. Nói chung là rất phù hợp để mình có thể kinh doanh.